Thierry Henry. Tiến lên đi. Thủ môn đã bắt được bóng. Pha xào bóng đi hết được Bingham. Rudiger vừa có pha phóng lên. Henry. David Beckham. Tuyệt vời, bàn thắng như khiến tôi dựng hết lông gà lên vậy. Pha cứu hỏa cực kỳ ấn tượng. Một tình huống rất khó và anh ta đã làm rất tốt. Đây là một thắng tuyệt đẹp. Anh ta có rất nhiều sự tinh tế trong pha dứt điểm này và luôn tạo ra áp lực lên hậu vệ đối phương. Ngay lập tức đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-0. Nguy hiểm. Rất an toàn. Theo Hernandez. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Vào. Không có bàn thắng, cầu thủ bị đâu phát được. Chắc chắn đó là quyết định chính xác của các trọng tài. Casemiro. Chỉ cần một cú tấn bóng để qua đó. Toni Kroos. Thật tuyệt khi sút. Anh ta đang đi tìm Kroos cho mình nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tôi nghĩ rằng việc có được bàn thắng trong trận đấu này đã là tốt lắm rồi nhưng anh vẫn còn muốn nhiều hơn thế. Thierry Henry. David Beckham. Gattuso. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Tôi nghĩ sẽ có thẻ vàng. Rudiger vừa có pha phóng lên. Chào Cancelo. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Những tình huống phạt góc thế này có thể tạo ra khác biệt trong trận đấu căng thẳng thế này. Thierry Henry. Ghi bàn. Đó là một pha ghi bàn đặc biệt, một pha chọn vị trí quá hay và đón đường truyền từ phạt góc không thể tuyệt vời hơn. Một lần nữa tỷ số đang là 2-1. Vào rồi, thật tuyệt vời. Vâng, đây là dấu chấm hết cho trận đấu. Một pha cứa lòng rất nhẹ nhàng. Thật sự là một bàn thắng rất đẹp. Cảm giác bóng cực kỳ tốt của cầu thủ này. Một trận đấu phi thường ở đây. Hai đội đã chơi rất tốt. Họ đều ghi được bàn thắng quan trọng trong trận đấu. Ronaldo. Đây là lúc cần giảm nhiệt độ trận đấu lại. Cầu bóng vào. Bóng đang tha biển. Casemiro. Chào Cancelo. Hai. Hiệp hai bắt đầu. Chuyền đi. Theo Hernandez. Casemiro.
rất trống trải. Casemiro, đó là một pha biểu diễn đường truyền đó thật tuyệt vời. Anh ta đã bắt được bóng. Cần phải giảm hưng phấn của đối thủ lại. Kai Walker vừa có pha phóng lên. Và anh ta đã giữ được bóng sau pha tranh chấp trên không đó. Có thể tạt bóng. Đường truyền xuất sắc. Pha bóng thể hiện sự cẩn trọng theo phòng ngự. David Beckham, Ronaldinho, sút đi. Vào rồi, tỷ số trận đấu đã được mở. Một tình huống rất khó và anh ta đã làm rất tốt. Đây là một bàn thắng tuyệt đẹp. Anh ta có rất nhiều sự tinh tế trong pha dứt điểm này và luôn tạo ra áp lực lên hậu vệ đối phương. Có rất nhiều bàn thắng trong ngày hôm nay. 3-2. Theo Hernandez. Nên thử sút ngay bây giờ. Tuyệt vời, bàn thắng như khiến tôi dựng hết lông gà lên vậy. Và gỡ hòa cực kỳ ấn tượng. Cú đúp cho anh ta và đó là hai bàn thắng rất đẹp. Tỷ số trận đấu được cân bằng một lần nữa. Cứ như là tàu lượn siêu tốc vậy. Chuyền bóng lại. Anh ấy chơi rất tốt. Henry. Tạt bóng đi. Ronaldo. Henry. Casemiro. Ronaldo. Toni Kroos. Mất bóng. Phải có bật đèn. Anh có thấy rằng ngoài việc sẽ có một pha đền thì cầu thủ phạm lỗi đã khá may mắn khi không nhận thêm một chiếc thẻ vàng hay thậm chí là một thẻ đỏ không? Chính xác, tôi cho rằng trọng tài nên đưa ra liền một lúc hai quyết định trong pha bóng này. Quyết định thứ nhất là quả phạt đền, ông ấy đã đúng, nhưng quyết định thứ hai, cú đá penalty quá tốt, không có cơ hội nào cho thủ môn. Đó là một pha sút penalty rất tốt với áp lực như vậy. Không thủ môn nào trên thế giới can được cú sút đó. Hậu vệ đã chơi không thật tốt, bạn có thể nói như thế, nhưng lối chơi tấn công đã được thể hiện rất tốt. David Beckham, Ronaldinho, kỹ thuật chạm bóng bước một rất xuất sắc. Tám mươi bốn phút đã trôi qua và còn lại 6 phút. Và sẽ có một quả ném biên ở đây. Ronaldinho. Chiến thắng đã đến rất gần với đội bóng chủ nhà. Thật tuyệt khi sút. Không thể tin được là không có thắng gỡ hòa trong tiếng vừa rồi. Vâng, rất đáng tiếc. Một cơ hội tuyệt vời để đưa trận đấu trở về với vạch xuất phát. Chào Cancelo. Trọng tài khuyến báo còn tới 3 phút bù giờ nữa. Đây có thể là pha tấn công cuối cùng. Đường truyền quá thông minh. Cố gắng để vô lê. Bàn gỡ hòa tuyệt vời ngay vào những phút cuối cùng của trận đấu. Đó là một pha ghi bàn đặc biệt. Chúng ta sẽ đến ngay với pha quan trọng. Bàn thắng có sự đóng góp rất lớn từ pha tạt bóng sớm của cầu thủ. Hãy xem lại bàn thắng này.
Một pha dứt điểm rất tốt từ cầu thủ tiền đạo. Hai đội quay về được xuất phát. 4 đều. Trận đấu bắt đầu. Ronaldinho. David Beckham. Saki. Anh ta đã chuyền được bóng cho đồng đội của mình. Chết cột rồi. Trent Alexander-Arnold. Đường chuyền xuất sắc. Phòng ngự rất tốt. Gennaro Gattuso. Ronaldinho. Có thể sẽ là một pha bật tường. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Một tình huống thoát tim. Chào Cancelo. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Sút. David Beckham. Tình huống tấn công rất hay. Phối hợp tốt. Và chặn bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Vào. Anh ta rất rất lạnh lùng khi thực hiện pha cứa lòng vào ghi bàn. Đúng vậy, bóng đi theo một quỹ đạo cong vút và bay vào lưới. Thủ môn hoàn toàn bó tay trong tình huống này. Tỷ số được mở 1-0. Một pha chuyền qua chuyền lại giữa hai cầu thủ. Đó là một pha biểu diễn và đường chuyền đó thật tuyệt vời. Anh ấy đã xuất hiện và làm chệch hướng bóng. Saki. Rất trống trải. Gennaro Gattuso. Không ai ngăn cản. Và đó sẽ là một cú đá phạt. Dani Alves. Ronaldinho. Sút. Đây rồi, bàn thắng. Cú đúp cho anh ta và đó là hai bàn thắng rất đẹp. Tỷ số hiện tại là 2-0. Andrew Robertson. Henrique Tavares. Andrew Robertson. Tạt bóng đi. Chỉ cần một cú tấc bóng để qua đó.
sóng gió tạm thời trôi qua. Virgil van Dijk. Và đây là cú sút. Không vào. Những pha van mật khá đẹp mắt. Cản bóng tốt. Đó sẽ là một quả phạt góc. Kyle Walker vừa có pha phóng lên. Sẽ có tình huống phạt góc tiếp theo. Ronaldinho. Thời gian bù giờ của trận đấu này là 3 phút. Thierry Henry. Tati. Cản bóng chính xác. Vậy mà có người nói bóng đá ngày nay không còn hậu vệ hay nữa. Hay không? Hiệp 2 của trận đấu ở Anfield xin được bắt đầu. David Beckham. Thủ môn đã bắt được bóng. Pha phá bóng đi hết đường biên ngang. Thế trận đang xoay chiều. Cơ hội tuyệt vời để phản công. Và đây là cú sút. Vào rồi, thật tuyệt vời. Đó là một pha cứa lòng tuyệt vời của cầu thủ. Vâng, đúng vậy, đó là một pha dứt điểm đẹp mắt. Bóng bay vào góc xa khung thành. Một đội bóng nghiêm túc với trận đấu hôm nay. Trận đấu một chiều. Gennaro Gattuso. Ronaldinho. Đây rồi. Phòng ngự rất tỉnh táo. Fernando Torres. Dani Alves. Chuyền bóng lại. Saki. Nguy hiểm. Bóng đập cột dọc. Dani Alves vừa có pha phá bóng lên. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Vâng, đó là một đường truyền thông minh cho đồng đội. Sudi. Đó là pha chặn bóng tốt. Fernando Torres. Luis Suarez. Thủ môn đã rất cố gắng nhưng anh không thể giữ được quả bóng. Và sẽ có một quả ném biên ở đây. Trận đấu đã được trở lại ngay với pha ném biên rất khẩn trương. Fernando Torres. Không ai ngăn cản. Anh ấy đã cướp được bóng. Henry. Thierry Henry. Henrique Tavares. Dani Alves. Đếm ngược 10 phút cuối cùng. 0 giờ 09 phút. Saki.
Bàn thắng tuyệt đẹp của Luis Suarez. Một pha cứa lòng rất nhẹ nhàng. Thực sự là một bàn thắng rất đẹp, cảm giác bóng cực kỳ tốt của cầu thủ này. Bàn thắng đến từ nỗ lực phi thường của anh ta, rất đáng khen. Chỉ là nhắc nhở, tỷ số hiện tại là 3-1. Đường chuyền quá thông minh. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Henrique Tavares. Vieira. Luis Suarez. Tắt bóng đi. Trent Alexander-Arnold. Saki. Nguy hiểm. Cú đánh đầu khá tốt nhưng thủ môn đã làm tốt hơn. Rất tốt, anh ta rất bình tĩnh xử lý tình huống này một cách gọn gàng. Trận đấu bắt đầu. Alaba. Vâng, đúng như vậy, thật dễ dàng cho thủ môn với pha bóng đó. Cơ hội là đây. Casemiro. Cavahan. Thủ môn đã bắt được bóng. Xe có phạt góc. David Beckham. Sút đi. Bao. Một pha cứa lòng rất nhẹ nhàng. Thật sự là một bàn thắng rất đẹp. Cảm giác bóng cực kỳ tốt của cầu thủ này. Một khởi đầu rất tốt. Tỷ số đang là 1-0. Cavahan. Casemiro. Và đây là cú sút. Đó là pha cản bóng thân sâu. Đó sẽ là một quả phạt góc. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Rivaldo. Và phía sau là thủ môn. Benzema. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Sóng gió tạm thời trôi qua. Cản bóng tốt. Vẫn là phạt góc. Thế trận đang xoay chiều. Cơ hội tuyệt vời để phản công. Trọng tài xác định đó là một quả ném biên. Chào Cancelo. Họ đã kiểm soát bóng với pha đánh đầu đó.
anh ấy đã cướp được bóng. Ồ, quá sớm, việt vị. Thierry Henry, Ronaldinho, làm cách nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Varane vừa có pha phóng lên. Tình huống đó xứng đáng có thể. Anh ấy đã xuất hiện và làm chết cứng bóng. Vào rồi, thật tuyệt vời. Đó là pha cứa lòng tuyệt vời. Vâng, đúng vậy. Đó là một pha dứt điểm đẹp mắt. Bóng bay vào góc xa không thành. Gia tăng khoảng cách lên thành 2-0. Chuyền bóng lại. Một cú xoạc bóng rất mạnh và đã cướp được bóng. Vâng, anh ấy đã áp sát rất nhanh, bóng đã ra ngoài sân. Gennaro Gattuso. Thời gian bù giờ tới 3 phút. Ồ không, chặn bóng kịp thời rồi. Pha bóng tốt. Ồ, thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Hay không là kết quả. Hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu chính thức bắt đầu. Một hai và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Rivaldo, những đường chuyền nhằm kéo sát đội hình đối phương. Rivaldo. Bóng đập cột dọc vào lưới. Vâng, họ đang dẫn trước trong trận đấu. Một sự thể hiện tốt của đội bóng phản ánh đúng trên bảng tỷ số. Về vạch xuất phát, tỷ số đang là 2-1. Rivaldo. Gattuso. Tăng tốc. Sút. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Bóng đang lăn qua đường biên cuối sân, sẽ có phải góc. Anh ấy đã cướp được bóng. Có thể dứt điểm ngay. Đó là một pha biểu diễn và đường chuyền đó thật tuyệt vời. Đây rồi, bàn thắng. Cả đội đã không bỏ cuộc, hai đều. Tôi nghĩ trận đấu bắt đầu hấp dẫn rồi đây. Bạn không bao giờ có thể nghĩ rằng điều này có thể đã xảy ra ở đầu trận, nhưng bây giờ trận đấu đã hoàn toàn cân bằng. Một màn trình diễn đáng kinh ngạc. Nỗ lực rất tuyệt vời từ cầu thủ. Benzema. Lại một bàn thắng nữa. Một pha cứa lòng rất nhẹ nhàng. Thật sự là một bàn thắng rất đẹp, cảm giác bóng cực kỳ tốt của cầu thủ này. Một trận đấu hấp dẫn, tỷ số là 3-2. Chào, Cancelo.
có cơ hội ngay bây giờ. Tuyệt vời, bàn thắng như khiến tôi dựng hết lông gà lên vậy. Pha cứu hòa cực kỳ ấn tượng, cú đúp cho anh ta, và đó là hai bàn thắng rất đẹp. Ồ, đây chính là vẻ đẹp thật sự của bóng đá. Tôi rất may mắn khi chứng kiến được khoảnh khắc này. Thực sự là hai đội đã trình diễn rất nhiều cú sút của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Cơ hội là đây. Đó nên là một cơ hội. Vào rồi, tỷ số trận đấu đã được mở. Đó là một pha cứu lòng tuyệt vời của cầu thủ. Vâng, đúng vậy, đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa khung thành. Nếu bàn đã không đến được nữa thì tỷ số là 4-3. David Beckham, Ronaldinho, tình huống ngay. Sút. Ôi trời, lẽ ra tỷ số đã được cân bằng. Alaba, Casemiro, một pha phất cờ rất tự tin của trọng tài viên, ông ta cho rằng tình huống đó là việt vị. Có cơ hội. Vẫn không có bàn thắng. Vâng, rất đáng tiếc, nhất là khi nó có thể thay đổi hoàn toàn cục diện của trận đấu này. Rivaldo, Benzema, chuyền bóng lại. Dani Alves vừa có pha phá bóng lên. Rất có thể đội bóng sân nhà sẽ giữ lại trọn vẹn chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Chính xác là như vậy, họ đã tận dụng triệt để được lợi thế sân nhà để tạo ra. Và đây là cú sút tuyệt vời, bàn thắng vô cùng đẹp mắt của Casemiro. Bàn thắng nhất đã cho anh ấy sự tự tin tuyệt vời để tiếp tục ghi thêm bàn thắng này. 5-3, một trận đấu cực kỳ thú vị cho hai đội. Chào Cancelo, Gattuso, trận đấu bắt đầu. Kaka, vào. Nếu không cần dùng quá nhiều lực, chỉ cần vừa đủ để bóng đi vòng qua thủ môn, một cú sút rất tốt. Và tôi nghĩ anh ta đã thi đấu với một sự tự tin rất lớn để thử điều đó, và anh ta đã thành công. Tỷ số được mở 1-0.
đã có lỗi quý vị ở đây rồi. Trọng tài biên đã căng cờ lên xác nhận. Trọng tài chính hoàn toàn đồng ý với quyết định này và tiếng còi đã cất lên. Tình huống khá nguy hiểm. Ồ, thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. David Beckham. Ronaldinho. Mất bóng. Vào rồi, bóng vào lưới sau khi chạm người hậu vệ. Thủ môn thắng có sự may mắn khi bóng bị đổi hướng một cách bất ngờ. Thủ môn đã không thể phản xạ kịp trong tình huống này. Chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng đã làm bóng thay đổi quỹ đạo. Điều này đã không cho thủ môn đối phương một cơ hội cản phá nào. Ronaldinho. Gattuso. Và đây sẽ là một quả ném biên. Antonio Rüdiger. Casemiro. Benzema. Đó là một pha biểu diễn đường truyền đó thật tuyệt vời. Kai Walker vừa có pha phóng lên. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. Bóng đã bay thẳng tới vị trí thủ môn. Benzema việt vị rồi. Rất đáng tiếc, nếu không đó sẽ là một tình huống đe dọa hơn đối phương. Kaka. Gennaro Gattuso. Fikayo Tomori. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Varane vừa có pha phóng lên. Và đó sẽ là một cú ném biên. Chào Cancelo. Kai Walker. Những người hộ vệ của khu vực 16m50 đang chơi rất chắc chắn. Ronaldo. Theo Hernandez. Casemiro. Từ vị trí này, có lẽ họ sẽ làm được điều gì đó trước khung thành từ pha ném biên này. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Pha phá bóng đi hết đường biên ngang. Có thể tạt bóng. Một pha đưa bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Chúng ta quyết định thời gian bù giờ là 3 phút. Tạt bóng đi. Hiệp 2 của trận đấu tại Stamford Bridge đã bắt đầu. Benzema. Họ ngăn chặn đối thủ ngay khu giữa sân và đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Thierry Henry. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình.
qua người rất hay. Bất bóng trong vòng cấm, Gattuso pha ngăn chặn tuyệt vời. Vẫn còn nguy hiểm. Rudiger vừa có pha phóng lên, tiếp tục là một pha phạt góc. Gattuso pha chặn bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Benzema. Toni Kroos. Đường chuyền xuất sắc. Và đây là cú sút. Bây giờ họ đã có bàn thắng dẫn trước. Kiến tạo rất tốt, bàn thắng tuyệt vời. Anh ấy nỗ lực tạt bóng từ cánh phải vào trong. Và sau đó là bàn thắng mà các bạn cũng có thể thấy rồi đấy. Chúng ta có thể xem lại bàn thắng này. Đó là pha dứt điểm tốt. Về vạch xuất phát, tỷ số đang là 2-1. Khoảng trống ở cánh đang mở ra lần nữa. Kai Walker. Chào Cancelo. Benzema. Sút. Thật tiếc, nếu cầu thủ đó có được bàn thắng thì điều này sẽ củng cố thêm kết quả trận đấu. Đúng vậy, họ sẽ vượt lên hẳn đối thủ nếu như có bàn thắng trong tình huống vừa rồi. Đối phương đã lấy được bóng sau pha va chạm mạnh. Đã có một tình huống việt vị. Vâng, một tình huống việt vị khá rõ ràng. Có thể thấy trọng tài chính và vị trợ lý của ông ta đã phối hợp rất tốt trong tình huống này. Thật gọn gàng. Đó sẽ là một quả phạt góc. Anh ấy đã cướp được bóng. Căng bóng vào đi. Vẫn còn nguy hiểm. Đây chính là sức mạnh của sân nhà. Đội chủ sân đang rất biết cách gây áp lực với đối thủ khi mà họ được khán giả cổ vũ nhiệt tình. Chính xác là như vậy, họ đang tiến đến rất gần với chiến thắng, còn các cổ động viên thì vẫn đang gieo hò không dứt. Có thể dứt điểm ngay. Họ vẫn có thể có một tình huống, một thời điểm quyết định trận đấu trong thời gian ít ỏi còn lại. Sút. Bàn ghi hòa tuyệt vời ngay vào những phút cuối cùng của trận đấu. Họ vẫn đang tiếp tục tấn công. Yeah, bạn nghĩ rằng bạn đang an toàn, nhưng nếu chủ quan, rất có thể bạn sẽ thất bại. Tỷ số hiện tại là 2-2. Ronaldinho. Những pha đá phạt vào lúc này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đó thật sự là một quyết định không dễ dàng cho trọng tài. Phạm lỗi rồi. Một pha sọc bóng vụng về dẫn đến phạm lỗi. Benzema. Thời gian bù giờ của trận đấu này là 3 phút. Tiến lên đi. Sút. Vào rồi. Đây là pha bóng phá vỡ thế cân bằng của trận đấu. Tôi luôn rất muốn mình có thể ghi được một bàn thắng như thế này. Một trong điều tuyệt vời của bóng đá hiện đại là không thể dự đoán trước tỷ số. Chính xác, khi trận đấu chưa kết thúc các trận đấu vẫn cần phải nỗ lực tối đa. Anh ta chính là anh hùng, bởi vì nó đã đem về chiến thắng quan trọng cho cả đội. Một trận đấu hấp dẫn, tỷ số là 3-2.
Được rồi, hãy cùng bắt đầu theo dõi trận đấu mà tất cả chúng ta đã trông chờ hôm nay. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Chào Cancelo. Chuyền đi. Gennaro Gattuso. Cho. Sóng gió đã tạm thời trôi qua. Cần phải tắt ngay. Cầu bóng vào. Kai Walker vừa có pha phóng lên. Pha bóng tốt. Một quả đá phạt trực tiếp. Wayne Rooney. Cú đá không trúng mục tiêu. Rất tốt. Không được rồi. Quả tạt đi ngay vào chân đối phương. Và đây là cú sút. Wow. Oh, đó là bàn thắng tuyệt vời, Alan. Chúng ta sẽ đến ngay với pha quay chậm. Bàn thắng có sự đóng góp rất lớn từ pha tạt bóng sớm của cầu thủ. Chúng ta có thể xem lại bàn thắng này. Đó là pha dứt điểm rất tốt. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Pha xoạc bóng rất nhanh và kết quả là một cú ném biên. Wayne Rooney. Đã có đồng đội hỗ trợ Rooney. Đây rồi. Một pha cản phá tốt từ thủ môn. Chào Cancelo. David Beckham. Ronaldinho. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Ồ, đó là pha phá bóng tuyệt vời để ngăn chặn được tấn công. Bóng được chuyền cho Sudi. Một tình huống phản công rất sắc sảo. Rất đáng tiếc là không có than ở ghi. Vâng, một nỗ lực phản công tuyệt vời nhưng không được đền đáp. Rất đáng tiếc. Henry. Thierry Henry. Các bóng vào đi. Ồ, thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Ronaldo. Làm cách nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Anh ấy nên tin tưởng và truyền lại cho thủ môn của mình. Bosco. Làm gì đây? Sút. Bóng chạm xà. Mất bóng. Wow, Cancelo vừa có pha phóng lên. David Beckham. Đối phương bị bất ngờ. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Ồ, thủ môn đã dướn người hết sức và đã cản được. Sóng gió tạm thời trôi qua. David Beckham. Anh ấy cắt bóng quá ngọt.
Trọng tài vừa thổi còi cho hiệp 2 trận đấu bắt đầu ở Wembley. Đọc tình huống rất nhanh và cả phá thành công. Gattuso. David Beckham. Và đây là cú sút. Bóng đập cột dọc. Bàn thắng tuyệt vời đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Người đội trưởng đã ghi bàn thắng rất đặc biệt. Đó là bàn thắng quan trọng. Cầu thủ dẫn dắt đội bóng vào những thời điểm quyết định. Nó đánh dấu tầm quan trọng của anh ta. Cả hai đội đều đã có bàn thắng. Tỷ số là 1-1. Ronaldinho. Cần phải tắt ngay.
cố bóng vào. Cản bóng chính xác. Vậy mà có người nói bóng đá ngày nay không còn hậu vệ hay nữa. Sẽ có phạt góc. Kai Walker. Vào. Một cú sút tầm thấp và nó đã trở thành bàn thắng. Dứt điểm đẳng cấp. Thủ môn không có một cơ hội nào trong tình huống này. Bóng đi ngay vào góc dưới khung thành. Tỷ số được mở 1-0. Stefan De Vrij. Rất tốt. Pha chuyển bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Ôi không, thật xui xẻo, nếu không họ đã gỡ hòa. David Beckham. Henry. Gattuso. Ronaldinho. Bắt rất tốt, một cú sút tầm thấp. Cao thủ cao to nhất trên sân đều đã tụ tập trong khu vực 16m50. De Vrij vừa có pha phóng lên. Gattuso. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Tuyệt vời. Pha phá bóng đi hết đường biên ngang.